Quán cà phê ở Jakarta này rất đặc biệt vì tất cả những nhân viên ở đây đều bị khiếm thính. Xin chào, tôi là Puti Santoso, chủ quán cà phê này. Chào mừng bạn đến với Kopi Tuli. Kopi Tuli đã phục vụ khách hàng từ năm 2018. Quán cà phê thuê 6 nhân viên ở 2 cửa hàng của họ và tất cả đều bị khiếm thính. Người khiếm thính thường khó kiếm được việc làm vì khả năng giao tiếp hạn chế. Adila, một sinh viên đại học, đã từng đi tìm việc làm và rất khó khăn. Vâng, tôi đã gặp khó khăn khi đi kiếm việc. Tôi đã nộp đơn vào 3 công ty, nhưng bị từ chối vì tôi không thể nói tốt. Tôi cảm thấy như có sự phân biệt đối xử vậy. Khách hàng được yêu cầu sử dụng thủ ngữ, và nếu họ không biết ngôn ngữ đó, họ sẽ được học một chút tại quán như trong cuộc trao đổi này. Xin chào. Xin chào, chào mừng bạn đến với Kopi Tuli. Tôi muốn mua cà phê A. Nóng hay lạnh? Lạnh. Kopi Tuli được thành lập bởi 3 người bạn thân từ thời thơ ấu, Putri, Erwin và Adika. Họ đều bị khiếm thính. Họ quyết định mở một quán cà phê vì văn hóa cà phê phục vụ như một phương tiện để giao tiếp. Đó cũng là một cách để thay đổi cách xã hội Indonesia nhìn người khiếm thính. Những thách thức chúng tôi gặp phải là làm thế nào để đào tạo những thợ pha cà phê của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng giành quyền cho người khiếm thính. Cho tới nay, họ cho biết liên doanh của họ thành công. Họ bán khoảng 200 tách cà phê mỗi ngày tại 2 cửa hàng ở Jakarta và Depok.